Xin chào tất cả các anh chị, mình là Vũ, một thành viên của GoWay Vina. Và trong video ngày hôm nay, Vũ sẽ giới thiệu đến các anh chị về cách lắp đặt hệ thống màng lọc cũng như là hướng dẫn sử dụng cơ bản của một trong những sản phẩm máy lọc không khí đang bán chạy nhất hiện nay trên thị trường. Đó chính là sản phẩm máy lọc không khí của GoWay AP1009CH. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau khui nắp sản phẩm này. Ngay khi mở hộp là chúng ta có thể thấy máy được bao bọc đầu tiên bởi một lớp xốp ạ. Sau khi bỏ lớp xốp xong, chúng ta có thể thấy là máy được bọc thêm một lớp ni lông để giúp máy tránh sức sát khi vận chuyển. Và đi kèm theo sản phẩm AP1009CH đó chính là có thêm một quyển sách hướng dẫn sử dụng được dán ở phía sau máy. Và ngay bây giờ thì Vũ sẽ hướng dẫn các anh chị đến với 5 bước lắp đặt màng lọc cho sản phẩm này. Và chúng ta hãy cùng nhau đến với bước đầu tiên trong 5 bước lắp đặt hệ thống màng lọc cho sản phẩm này. Đó chính là chúng ta hãy cùng nhau tháo mặt trước của sản phẩm này ra. Chúng ta đặt tay ở vị trí này ạ. Chúng ta đẩy nhẹ ra và nhấc lên. Và anh chị lưu ý là chúng ta hãy đặt nắp sản phẩm mặt trước hướng lên trên để tránh gây sức sát. Chúng ta cùng nhau đến với bước thứ hai, đó chính là lấy hệ thống màng lọc ra khỏi sản phẩm. Đầu tiên là màng lọc trước, chúng ta chỉ cần đẩy cái lẫy ở phía trên này. Chúng ta lấy màng lọc thứ hai ra. Và đây là màng lọc thứ ba. Sau khi lấy màng lọc ra khỏi máy, chúng ta cùng tháo bỏ lớp ni lông bọc những màng lọc này. Máy thì chúng ta cùng nhau trước hết hãy nhìn qua về thứ tự lắp đặt. Đầu tiên chúng ta hãy lắp đặt màng HEPA vào máy. Sau màng HEPA chúng ta hãy lắp đặt đến màng khử mùi. Và cuối cùng sẽ là màng lọc trước. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm chi tiết từng màng lọc. Với màng HEPA thì chúng ta lưu ý là đây chúng ta sẽ có hình mũi tên
là hướng chúng ta đẩy màng lọc vào trong máy. Cùng với đó đây có từ front là mặt trước. Và một lưu ý nhỏ là đây chúng ta sẽ có một cái miếng giấy nhỏ để cần thiết khi kéo màng lọc ra. Với màng lọc khử mùi khi lắp vào thì anh chị cần lưu ý là cái phần khung xương này chúng ta sẽ hướng ra bên ngoài. Và cuối cùng chúng ta hãy lắp màng lọc trước. Như vậy là Vũ đã vừa hướng dẫn cho anh chị về bước thứ 3 lắp đặt hệ thống màng lọc vào trong máy. Và chúng ta hãy cùng nhau đến với bước thứ 4, đó chính là lắp đặt mặt trước của sản phẩm. Chúng ta làm theo ngược lại khi chúng ta lấy ra. Đầu tiên chúng ta đặt ở phía trên vào. Sau đó chúng ta thả nhẹ nhàng. Và bước thứ 4 đã kết thúc. Và chúng ta cùng nhau đã đi qua được 4 bước đầu tiên trong việc lắp đặt hệ thống màng lọc vào trong máy. Và bước thứ 5 chúng ta hãy cùng nhau khởi động sản phẩm để xem máy có hoạt động một cách bình thường hay không. Chúng ta có thể thấy là máy đang sáng và hoạt động một cách bình thường. Điều đó chứng tỏ là chúng ta đã lắp đặt hệ thống màng lọc hoàn toàn chính xác. Và để có thể hiểu rõ hơn về cách vận hành sản phẩm thì sau đây Vũ cùng anh chị chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết về hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Như anh chị thấy, đây là hệ thống điều khiển của sản phẩm AP1009CH. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 nút bấm với chức năng của từng nút bấm như sau. Đầu tiên là nút Power. Đây là nút khởi động cũng như là tắt máy khi anh chị có nhu cầu sử dụng hoặc là không muốn sử dụng nữa. Kế bên cạnh nút Power đó chính là nút Auto. Đây là nút chức năng giúp máy có khả năng tự vận hành mà không cần chúng ta phải tác động vào. Thứ ba là nút Mood. Đây sẽ là nút liên quan đến phần cảm biến ánh sáng. Nếu anh chị không muốn cảm biến ánh sáng, không muốn sáng đèn nữa thì anh chị có thể sử dụng nút này để tắt đi hoặc khởi động lại. Và cuối cùng là nút Speed với 4 tốc độ gió: tốc độ 1, tốc độ 2, tốc độ 3 và tốc độ Turbo. Turbo sẽ là tốc độ lớn nhất. Trên đây là hướng dẫn sử dụng cơ bản về 4 nút bấm của sản phẩm AP1009CH. Bên cạnh việc được trang bị hệ thống điều khiển với những nút bấm rất là khoa học thì sản phẩm AP1009CH còn được trang bị thêm cảm biến chất lượng không khí. Và với cảm biến chất lượng không khí này sẽ giúp anh chị biết được chất lượng không khí của gia đình mình đang ở mức độ nào thông qua đèn báo trên sản phẩm. Và vừa rồi thì Vũ đã chia sẻ với các anh chị về cách lắp đặt hệ thống màng lọc cũng như là hướng dẫn sử dụng cơ bản. Để biết thêm chi tiết và tìm hiểu thêm những kiến thức về sản phẩm AP1009CH thì mời anh chị hãy tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.